Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng chơi dành cho người thắng cuộc của Hãy Chọn Giá Đúng ngày hôm nay. Vâng, và chúng ta sẽ được tiếp đón chị Hương cũng như là bạn Thúy ở đây đã có mặt ở trong vòng chơi dành cho người thắng cuộc, và chúng ta hy vọng là chị Hương cũng như bạn Thúy sẽ giành chiến thắng ở trong trò chơi này. Và phải nói là hôm nay chúng ta đã trao được rất nhiều những giải thưởng dành cho những người chơi khi đến với Hãy Chọn Giá Đúng. Và vợ chồng két sắt chúng tôi còn hy vọng hơn là những người chơi của chúng ta sẽ tìm được ra giá của bộ sản phẩm cuối cùng của chương trình. Và với bộ sản phẩm này thì những người chơi của chúng ta có quyền đoán bằng hoặc thấp hơn không quá 1,5 triệu đồng. Và bây giờ thì chúng tôi đã rất nôn nóng rồi. Vợ ơi, hãy cho bộ sản phẩm cuối cùng đi nào. Ở đây có rất nhiều giải thưởng giá trị, hy vọng rằng sẽ thuộc về một trong hai người chơi của chúng tôi. Đó là các giải thưởng như sau: một chiếc nhiệt kế hồng ngoại đo chán Microlite NC200, nhỏ gọn, dễ sử dụng, phù hợp cho việc đo thân nhiệt cho người lớn và trẻ em. Đo nhanh cho kết quả sau 1 giây qua chán, không chạm, an toàn, chính xác, thích hợp sử dụng tại bệnh viện, phòng khám, cơ quan, trường học, gia đình. Sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thiết bị y tế Hà An Phát. Vâng, và bây giờ thì hai người chơi của chúng ta có khoảng 1 phút để ghi giá của sản phẩm ạ. Và chúng ta có thể tham khảo giá từ phía khán giả. Xin mời. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem những người chơi sẽ đoán giá bộ sản phẩm của chúng tôi là bao nhiêu tiền. Xin mời chị Hương. Mình xin đoán giá bộ sản phẩm này là 14 triệu 700 nghìn đồng. 14 triệu 700 nghìn đồng. Vâng. Và xin mời bạn Thúy đoán là bao nhiêu? Dạ em xin đoán là 10 triệu 500 nghìn đồng ạ. 10 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, và bây giờ sẽ là giá của nhà sản xuất đưa ra. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đầu tiên là một chiếc nhiệt kế Microlite NC200 có giá là 970.000. Và tổng của giải thưởng ngày hôm nay là 14 triệu 780.000 đồng. Chúc mừng chị Hương, tuyệt vời. Chúc mừng chị Hương, ngày hôm nay chị đã rất tuyệt vời, đã đoán rất gần đúng với giá của sản phẩm của chúng tôi. Và xin được cảm ơn bạn Thúy đã đến tham dự chương trình. Và bây giờ, chị Hương ơi, còn chờ đợi gì nữa? Vào đây nhận quà thôi ạ, nhận phần thưởng thôi. Chị Hương ơi, vào đây nhanh nào. Rất rất nhiều quà, rất tâm đợt là của chị hết ạ. Vâng, rất nhiều những sản phẩm. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi mà chị Hương đã là người chiến thắng. Ngày hôm nay có quá nhiều giải thưởng, có đúng không ạ? Xin hỏi là với hàng cả chục hộp sữa như thế này thì chị sẽ chia cho ai ạ, chị Hương? Những hộp sữa này thì sẽ dành cho những người bệnh với cả các ông bà ở trong nhà. Thì mình sẽ gửi đến mọi người ạ. Và chị có thể nói một điều gì đó với những khán giả đang xem chương trình này được không ạ? À, mình rất là vui sướng và vinh dự khi được tham gia chương trình. Đây là lần đầu tiên mình được lên trường quay. Và thực sự là đứng ở trên cái sàn này rất là hồi hộp đấy ạ. Đến bây giờ khi mà tham gia chương trình Hãy Chọn Giá Đúng ạ, thì là rất là vui, lại có được giải thưởng đem về nữa ạ. Rất là cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng là rất nhiều những người chơi nữa sẽ đến đây và để có được niềm vui như chị Hương ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng đến với những giải thưởng còn lớn hơn nữa ở những buổi chơi tiếp theo của Hãy Chọn Giá Đúng. Chia tay nhau một tuần thôi ạ, vợ chồng két sắt xin chào và hẹn gặp lại quý vị một tuần nữa trong Hãy Chọn Giá Đúng.